thân mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Trong video ngày hôm nay, mình tiếp tục cập nhật tới quý vị tiến độ thi công hai trụ tháp chính dây văng tới quý vị. Video ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024, mình xin cập nhật tới quý vị những hình ảnh thi công mới nhất sau khi lên cáp dây văng. Trụ P20 sau khi lên cáp dây văng xong thì bên đơn vị cáp dây văng đã bắt đầu thu dọn vật tư để trả lại mặt bằng cho bên thi công. Các anh công nhân kỹ sư của nhà thầu Bắc Trung Nam đang khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị để lắp đặt cốt thép cho khối K1. Sau khi lên cáp dây văng xong thì việc thi công, lắp đặt cốt thép sẽ rất nhanh. Thưa quý vị, dự kiến khoảng 12 tháng 10 sẽ đổ bê tông cho đốt đầu tiên. Ván khuôn đã được hoàn thiện và các anh đang bắt đầu làm dưỡng thép. Và tới ngày hôm nay các anh cũng tiến hành đổ bê tông cục bốt cho khối K2. Cầu tháp hạ lưu trụ P20 đã tháo xuống thấp rồi. Còn đây là đốt thân trụ cuối cùng của trụ tháp đốt 32. Đốt này ở trên có hình vát lên gần giống như cầu Mỹ Thuận 1. Mình quay ngược nắng nên nhìn không được rõ. Dự kiến 4 ngày nữa sẽ làm lễ cắt nóc thưa quý vị. Còn bên đơn vị thi công trụ P19 các anh đang lắp đặt cốt thép cho đốt thân trụ thứ 31.
Còn đây là đốt K1 của đơn vị thi công trụ P19, đang được đẩy nhanh công tác hoàn thiện ván khuôn. Ngày hôm nay thì đơn vị thi công cáp dây văng cũng đã căng kéo cáp dây văng cho trụ P19. Như trước màn hình quý vị thấy thì bên đơn vị thi công cáp dây văng, Vĩnh Hưng và Vision Việt Nam đang kéo những sợi cáp cuối cùng cho bó cáp số 2 của trụ B19. Công tác kéo cáp được triển khai rất là nhanh chóng thưa quý vị.